Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khóa học lập trình Android thông qua ứng dụng Order Food được thực hiện tại website milas.vn. Mình tên là Chí Công Bình. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào tạo cái giao diện đăng ký như thế này cho cái ứng dụng của chúng ta, đúng không? Sau khi chúng ta làm cái đăng ký xong thì ở bài sau chúng ta sẽ các bạn bắt tay vào làm cơ sở dữ liệu SQL Lite ha. Lẽ ra là chúng ta phải là thiết kế cơ sở dữ liệu trước, nhưng mà thôi chúng ta làm giao diện đăng ký trước cũng được, không thành vấn đề gì cả, đúng không các bạn? Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm. Thì để tạo giao diện đăng ký như vậy thì các bạn nêu cho mình một project mới nha. Rồi ở đây mình đặt tên là app Order Food. Rồi company domain là các bạn cũng tự hiểu đi ha, đặt tên của các bạn cũng được. Rồi mình thiết kế cho anh là API 3.0 nha. Có nhiều bạn á, tạo ra ở cái khóa học mà lập trình Android căn bản nâng cao á, các bạn tạo ra một cái ứng dụng, đúng không? Các bạn tạo ứng dụng nhưng mà nó phát sinh thêm cái gọi là main content gì đó, là do các bạn chọn này nè ha, nên nó có mấy cái login button. Thì các bạn chọn cho mình là empty activity ha, để cho tránh cái việc mà nó phát sinh những cái mà chúng ta không mong muốn chẳng hạn đó các bạn. Rồi các bạn chọn mình cái đó rồi finish luôn cho mình ha. Thì ở cái bài Order Food này nè các bạn, cái app này nè, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là viết code theo mô hình ba lớp thôi, ba lớp đơn giản thôi mà thông thường mà các bạn sinh viên sẽ được học ở trong trường á. Thì để đúng ra là Android chúng ta còn một mô hình nữa gọi là mô hình MVP. Nếu như mà bây giờ mình hướng dẫn các bạn viết code theo mình MVP á, thì có thể sẽ có một số bạn sẽ gặp một số khó khăn về cái mặt mà có thể là các bạn sẽ không hiểu cái mô hình đó, cái mô hình viết code theo mô hình đó ha. Không phải là mình chê trách cho các bạn đâu, thì tại vì có một số bạn như là chúng ta mới học á, chúng ta mới làm quen với code đó mà chúng ta đi vào mô hình MVP liền thì các bạn sẽ gặp tình trạng là các bạn sẽ khó khăn trong cái việc mà các bạn hiểu code hơn. Cho nên mình sẽ làm viết code theo mô hình ba lớp thuần tí do mà chúng ta học trong trường ha. Sau đó là sau này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cũng có thể thôi, mình sẽ hướng dẫn các bạn là viết code theo mô hình MVP. Thì nếu như bạn nào có hứng thú thì các bạn có thể vào tường Facebook của mình các bạn. Hình như là mình nhớ mình có post chuột demo theo dạng là viết code theo MVP ha. Các bạn có hứng thú thì các bạn có thể vào các bạn download nha các bạn. Các bạn download các bạn tham khảo, thì cái đó là mình chia sẻ cho một số học viên của mình thôi ha. Rồi thì đây chúng ta đã có giao diện rồi đúng không? Hơi lắc một tí ha, các bạn thông cảm nha. Rồi bây giờ là chúng ta cần phải tạo cái layout. Vậy các bạn thấy là chúng ta cần chuẩn bị những tấm hình đúng không? Chúng ta có 1 tấm hình, 2 tấm hình, 3 tấm hình, 4 tấm hình ha. Vậy là hình là đây, hình ở đây mình cũng đã chuẩn bị cho các bạn rồi đúng không? Đây mình chuẩn bị đây rồi. ID card là chứng minh nhân dân ha, password nè ha, nhân viên nè ha. Chúng ta mở lên xem thử nha, có phải không? Nhân viên này không đúng đúng không nào? User, user ha, đây user, ID card ha, calendar ha, ngày sinh nè. Rồi chúng ta có gì các bạn? Mật khẩu nè. Đúng không? 4 cái 1 2 3 4. Rồi chúng ta nắm kéo vào probable. Các bạn thấy nếu bạn nào kéo vào không được thì các bạn copy cho mình. Rồi các bạn click vào trong mục probable. Các bạn nhấn best ha, Ctrl V ra. Rồi chúng ta đã có được 4 folder rồi. Thì bây giờ chúng ta phải phân tích xem để làm được cái thằng đăng ký này thì chúng ta cần phải có những cái gì, chúng ta nên làm những gì, đúng không? Chúng ta cần phải áp dụng những loại layout nào. Các bạn lưu ý ha. Các bạn cần phải là xác định được các bạn làm những loại layout nào rồi cho đó chúng ta mới bắt đầu mà chúng ta code giao diện ha, chứ không phải là các bạn nhảy vô các bạn code giao diện liền ha, nhảy vô code liền là chắc chắn các bạn một điều là khó khăn lắm ha các bạn. Rồi thì chúng ta xác định nè. Các bạn thấy là lúc nào thằng này nó ra giữa đúng không? Rõ ràng thằng đăng ký này nó ra giữa. Thì nếu như ra giữa thì các bạn là có những cái layout nào cho phép chúng ta ra giữa các bạn nhỉ? Retail layout đúng không? Với lại thằng gì? Frame layout thì có thể cho chúng ta ra giữa. Rồi nếu mình muốn cho mặc định ra giữa thì mình sử dụng retail ha. Thì nếu để ra giữa vậy là mình cần phải có một cái layout bao trùm cả nguyên cái khung đăng ký này đúng không, bao trùm cả đống này ha. Mình cần phải có thằng layout đó bao trùm. Thì bạn thấy là thằng này được sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới như thế này. Nếu như từ trên xuống dưới như vậy thì mình có gì các bạn? Linear layout đúng không? Mình có linear layout cho mình xếp cho phép mình làm cái việc này đúng không nào? Đó, vậy là mình có được gì? Linear layout để chúng ta thiết kế giao diện từ trên xuống dưới đúng chưa nào? Rồi ok, bây giờ nói chúng ta làm ha. Rồi retail layout là đã khai báo sẵn đúng không? Bỏ ha. Các bạn lưu ý cho mình là các bạn chuyển cái file style á, về lại là no action bar đi ha, tại vì sau này chúng ta làm việc đó, chúng ta sẽ tự custom là action bar thôi ha, no action bar. Ok, vậy đi cho dễ. Rồi, ok. Như vậy là ngon rồi ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta đã có được Relative Layout rồi. Vậy lúc nãy mình nói đúng không? Chúng ta cần có một thằng gì đây? Linear Layout. Mình chưa quan tâm cái chữ đăng nhập nha các bạn. Chứ cái chữ đăng ký nha các bạn. Mà mình chỉ quan tâm cái khung dưới đây thôi. Vậy là mình cần Linear Layout. Bởi vì các bạn thấy là bản chất của Relative Layout muốn được hiển thị lên thì các bạn thấy là các bạn có phải là nó dựa vào quan hệ để hiển thị đúng không? Vậy bây giờ mình cho cái khung đăng nhập trước, thì sau này mình thêm khung đăng ký. Đúng không? Mình cho cái chữ đăng ký này nằm trên cái đăng nhập thôi ha. Rồi mình sẽ có một cái Linear Layout. Đây là Make Parent ha. Đúng không nào? Make Parent Linear Layout. Ok. Thì để nó luôn ra giữa, các bạn có thể là sử dụng thuộc tính gì các bạn. Các bạn định ID cho nó nha, vì chúng ta là mang tính chất là Relative Layout đúng không nào? Android 2.id. Là ví dụ như là LN khung như các bạn. Cũng đăng ký ha. Các bạn đặt tên gì cũng được, tùy các bạn thôi. Rồi chúng ta định hướng hiển thị đúng không? Orientation vertical là hiển nhiên rồi. Đúng chưa? Rồi sau đó chúng ta có ở đây, chúng ta có các gì? Edit test đúng không? Một cái edit test. Make parent wrap content. Đúng không? Chiều cao chúng ta phải là wrap content thôi, không thể nào mà make parent được. Đúng chưa? Rồi, để cho nó có màu trắng thì các bạn. Các bạn thấy là khi chúng ta định phải không, nó ra màu gì các bạn? Nó ra một cái gạch duy nhất thôi. Thì để cho nó được cái khung màu trắng giống vậy á, thì các bạn định là background cho mình ha, Android background. Rồi các bạn gọi tới color. Thì các bạn thấy là trong danh sách color chúng ta chưa có màu trắng đúng không? Vậy chúng ta phải tự khai báo ha. Vậy chúng ta khai báo cái color này đâu? Đúng không? Thì các bạn nhìn qua bên trái của mình, các bạn nhìn bên trái thì các bạn thấy là gì đây? Trong cái folder value á, nó sẽ có một cái gọi là color.html. Thì chúng ta sẽ khai báo các màu sắc ở đây ha. Rồi chúng ta khai báo ở đây. Color name. Name color là gì? Ví dụ như là color white. Mình đang cần màu trắng mà, đúng không? Color white. Rồi cho nó màu trắng. Mã màu trắng là FFF ha, 3 chữ F. Rồi sau đó mình qua đây. Đúng không? Color white. Đó, nó có được gì các bạn? Màu trắng rồi đúng không? Rồi chúng ta có gì đây? Đoạn nhắc là gì? Tên đăng nhập. Rồi ok, có đoạn nhắc thì chơi đoạn nhắc ngay. Android. Mấy cái này là quá đơn giản các bạn rồi đúng không các bạn? Đúng không? Đoạn nhắc. Thì đoạn nhắc là gì? Tính chất nó là một cái gì các bạn? Tính chất là một test. Thì các bạn lưu ý là chúng ta sẽ không set cứng như vậy. Ví dụ như các bạn không set cứng là tên đăng nhập như thế này. Tên đăng nhập. Các bạn không chơi như vậy nha. Chúng ta không chơi. Đúng không? Như vậy là không chơi. Đúng không các bạn? Chúng ta không chơi như vậy. Mà chúng ta không nên set như vậy nha. Khuyến cáo ha. Khuyến cáo của Hội Y học Thế giới nha. Không chơi như vậy ha. Rồi ok. Mà các bạn nên khai báo trong file là file change.html cho mình ha. Rồi ví dụ như mình cần để chi, để sau này chúng ta làm dính dáng tới cái việc gọi là đa nền tảng các bạn ha. Tên đăng nhập đó, rồi sau đó các bạn định ở đây tên đăng nhập. Rồi được chưa các bạn? Như vậy ha. Rồi chúng ta thảy vào đây, chúng ta gọi qua bằng cách chúng ta gọi là a còng change. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang chúng ta cần muốn gọi chi sức vào file change.html đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi là a còng tương đương với lại result đúng không? File change. Đó, file change.html xuyệt cái tên, cái name mà chúng ta đặt lúc nãy á, là tên đăng nhập. Đúng chưa các bạn? Rồi các bạn thấy là chúng ta có tên đăng nhập rồi. Ủa hình như là chữ mình viết sai đúng không? Trời đất ơi. Tên đăng nhập ha. Rồi qua đây sửa lại ha các bạn. Tên đăng nhập. Rồi các bạn lưu ý cho mình là các bạn sửa, sau này các bạn sửa file name activity là đây đàng hoàng ha, chứ không nên để men như vậy ha. Do cái layout đầu tiên mình quên đi ha. Thôi sửa lên luôn đi, nói thì làm liền đi ha. Sửa lại cho đúng tên layout, đúng bài bản rồi đàng hoàng, chứ ai đâu chơi vậy đúng không các bạn? Rồi các bạn chờ tí, nó bị lắc rồi. Rồi chúng ta sửa lại ha các bạn. Các bạn chọn refactor nè, nhấp phải vô layout ha, chọn refactor, chọn rename ha các bạn. Rồi ví dụ đây là để là layout đăng ký ha. Rồi refactor đó. Rồi chúng ta xem thằng này nó có sửa lại chưa chúng ta đây. Rồi sửa lại đăng ký đúng không? Thì cái này các bạn sửa lại thành là đăng ký activity ha. Đây refactor, rename, đăng ký cho activity, đăng ký activity. Đó chúng ta sửa lại cho có bài bản ha các bạn ha. Rồi vậy đi. Rồi chúng ta xong rồi. Thì các bạn thấy là ủa, chúng ta thêm cái thuộc tính là Android Hint rồi, nhưng mà tại sao nó lại không hiển thị ở đây? Thì các bạn thấy vì sao? Bởi vì chữ mặc định chúng ta lại là màu trắng ha, các bạn lưu ý ha, chữ mặc định là màu trắng, cho nên là khi các bạn định hint á, thì nó sẽ hiểu hint là cái chữ hint nó là màu trắng, cho nên nó sẽ gì, các bạn sẽ có cảm giác là các bạn không thấy chữ. Thì các bạn có thể là định cái màu ha, cái màu cho cái chữ bằng cách gọi là text hint, text color hint, đúng không? Rồi các bạn là gì, gọi tới file a.color, đây mình gọi thử nè, a.color, mình gọi tới một cái màu sai hình đi. Đây các bạn thấy là gì, tên đăng nhập đúng không? Thì mình gọi tạm thôi ha, một chút chúng ta sẽ đổi qua màu ray giống như thế này cho nó nhìn bắt mắt một tí, đúng không? Rồi thôi làm liền đi ha. Rồi chúng ta đổi màu ray, chúng ta khai báo một cái color ray, color color ray, chúng ta sẽ là 3 chữ C đi. Rồi chúng ta thảy qua cho này ha, đây là cách chúng ta làm nha, đây là cách chúng ta làm, các bạn lưu ý là chúng ta phải khai báo như vậy. Rồi padding, chúng ta nên canh padding cho đẹp đúng không? Rồi mình để mình coi canh padding bao nhiêu là đẹp đây. Padding. Tại vì bạn thấy là tiện cái ôm sát chữ quá thì nó sẽ tạo cảm giác hơi bị xấu đúng không? 10 dB. Đó, 10 dB có vẻ đẹp nè. Đúng rồi, 10 dB là đẹp rồi đó. Rồi, thì các bạn lưu ý là cái gì các bạn, kích thước cũng không nên set cứng ha, mà chúng ta sẽ khai báo trong đúng rồi, demand.xml. Đây, khai báo ở đây. Đó, demand. Name ví dụ như là 10 dB chẳng hạn. Đâu cho đúng không? Size các bạn để size 10 dB. Đó. Rồi đây cái báo 10 dB. Ok chưa? Đúng không? Rồi đây chúng ta gọi tới là a cộng các bạn. Demand size 10 dB. Đó như vậy đúng không? Đó như vậy chúng ta xong rồi. Rồi bây giờ chúng ta có thêm cái gì edit text nữa. Đó chúng ta mang tính chất là linear mà. Đúng không? Thì các bạn thấy là nếu chúng ta có thêm edit text nữa là gì các bạn? Hai nó dính nhau đúng không? Vậy chúng ta thêm tính như là các bạn. Margin. Đúng không? Anh coi margin. Margin là size 10 dB luôn. Đó cách ra ha, rất là đẹp mắt đúng không? Rồi tương tự như vậy cho hàng dưới. Đó đúng như nào? Rồi thì các bạn thấy là về đây nó có những cái tấm hình đúng không? Nó có cái tấm hình hình biểu tượng, hình con người nè. Thì để làm hình cái biểu tượng con người đó cho cái edit text đó các bạn, thì mình sẽ có tính gọi là Android Routable. Android Routable. Thì các bạn muốn nằm bên trái thì các bạn thấy nằm bên trái đúng không? Thì các bạn để là Android Routable left. Thì các bạn chỉ cập tới gì? Folder Routable chúng ta. Đây folder Routable bên đây. Thì đây đầu tiên là user, thì mình sẽ lấy hình ảnh user có liền đúng không? Thì các bạn thấy là nó cái hình chúng ta nó nằm hơi khít cái chữ đúng không? Các bạn muốn canh lề ra thì các bạn gọi là Android Routable Padding. Các bạn canh padding ra 10. Đó nó đẩy chữ ra liền. Đúng chưa nào? Đó và bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự cho thằng edit text thôi. Đây, cho thằng dưới chứ ha các bạn, xin lỗi. Routable left. Rồi cầm routable chúng ta là mật khẩu đúng không? Là password. Rồi để cho nó là mật khẩu ha, để cho khi mà các bạn gõ vào cái mật khẩu á, gõ vào nó là mật khẩu á, thì các bạn cần các bạn cần mấy dấu sao sao đúng không? Đúng không? Chúng ta cần dấu sao chứ nữa. Thì để định dấu sao chúng ta sẽ dùng một tính nào các bạn? Chúng ta sẽ tính nào nào, nếu như các bạn nào đã học về Android rồi ha, thì các bạn sẽ biết là chúng ta gì? Android các bạn. Password đúng không? True thôi. Như vậy nó đã là mật khẩu rồi. Thì bạn thấy là tên đăng nhập ha, trùng đúng không? Vậy mình đặt tên là nhập mật khẩu đúng không? Vậy là chain name bằng nhập mật khẩu. Đó được chưa? Đúng không? Nhập mật khẩu. Rồi save lại ha, quay qua đây. Đổi đi các bạn. Đổi tên đăng nhập lại thành nhập mật khẩu. Đó, đúng không? Hoặc là các bạn để mật khẩu thôi, để nhập thì ghê quá. Đó mật khẩu xong đúng không? Chúng ta canh padding Android Routable padding 10 để cho nó đẩy qua ngay ngắn gọn gàng đúng không các bạn? Rồi chúng ta muốn cho các bạn thấy là lúc nãy mình nói là cho linear round ra giữa đúng không? Thì các bạn tính là gì đây? Center horizontal bằng true và center vertical bằng true, thì nó sẽ nhảy ra giữa ha, nó sẽ nhảy vào giữa cái giao diện đó. Rồi ok, bây giờ các bạn thấy là chúng ta đã được hai cái rồi, là tên đăng nhập và mật khẩu rồi. Thì chúng ta tới radio button đúng không? Radio button thì các bạn thấy là gì đây? Nó phải là nam và nữ, nếu mà chúng ta chỉ chọn được một trong hai thôi. Vậy để chọn được một trong hai thì chúng ta cần phải bỏ radio button này trong đâu các bạn? Trong radio button drop đúng không? Rồi radio button drop chúng ta phải có nó ha, radio button drop đây. Mình sẽ để là match parent này là wrap content. Ok chưa? Thì thằng radio button drop này nó chứa các bạn, nó chứa các radio button đúng không? Wrap content Rồi mình sẽ tạm thời mình set cứng đoạn test ha, để cho nó hiển thị ra cho các bạn thấy được test nam. Rồi tương tự thằng dưới, test là nữ, đúng không nào? Nữ, đúng chưa? Thì các bạn thấy là khi mình khai báo như vậy á, nó lại là gì? Thiết kế nó giống như LinearLayout vậy, từ trên xuống dưới, đúng không? Bây giờ mình muốn cho nó ra ngoài, ôi rất là đơn giản các bạn, tại vì radio button nó cũng có thuộc tính gì? Orientation ha. Các bạn để horizontal là nó sẽ nằm từ trái qua phải liền, đúng chưa nào? Đó, vậy chúng ta đã có được radio button rồi ha. Xong, tiếp tục đây, chúng ta sẽ tới gì? Ngày sinh. Ôi trời ơi, copy trên đây thôi, quá nhanh. Rất là mau lẹ ha. Cái nào copy được các bạn cứ copy ha. Tại vì các bạn biết sao mình copy được không? Tại vì rất đơn giản thôi, mình chưa định ID mà. Nếu mình định ID là mình copy nó sẽ gì? Báo lỗi trùng ID ha. Đó, mật khẩu thì mình đổi liền các bạn. Ở đây là ngày sinh, đúng không? Ngày sinh. Ngày sinh đâu rồi? Ngày sinh chúng ta chưa có khai báo trong chuỗi, đúng không? Vậy chúng ta khai báo chuỗi ngày sinh. String name bằng ngày sinh. Ngày sinh. Đó. Ok, qua đây đổi lại ngày sinh, đổi tấm hình lại, đúng không nào? Hình password sẽ là calendar. Đó, ok, giờ chúng ta có được về đây ngày sinh rồi. Ồ, hình như không phải hình này hả? Calendar không phải hình này, nhưng chúng ta lộn rồi. Vậy là để mình kiếm hình khác ha. Rồi, một là các bạn có thể xài calendar hình này, hoặc là các bạn có thể là thôi chúng ta xài mặc định của Android đi, nó cũng có các bạn, bằng cách là các bạn gọi vào là /Android routable, rồi các bạn tìm tới calendar. Đây, đó, nó có cho chúng ta nè, giống rồi đó, đúng không? Rồi tới chứng minh nhân dân, đúng không? Vậy là mình copy tiếp. Trời ơi, đơn giản, nhanh, gọn lẹ luôn. Đó, chứng minh nhân dân. Chứng minh nhân dân chúng ta sẽ xài về đây, xài cái hình chúng ta, đúng không nào? Routable, tại vì thằng Android đời nào mà hỗ trợ mấy cái này, đúng không? Chứng minh nhân dân. Rồi chúng ta sửa tên lại cho nó, thêm tên cho nó, đúng không? Thêm cái đoạn chuỗi cho nó là chứng minh nhân dân. Đó, chứng minh nhân dân ha. Ok, rồi qua đây sửa lại thôi, chứng minh nhân dân. Đó, quá đẹp, đúng không nào? Giờ chúng ta có được chứng minh nhân dân rồi. Đây, chứng minh nhân dân có rồi. Vậy chúng ta thêm như thế các bạn, hai cái button là đồng ý và thoát, đúng không nào? Hai button đồng ý và thoát, vậy là chúng ta sẽ có gì? Một cái linear layout, đúng không? Linear layout thì mang tính chất là chiều rộng sẽ là max parent ha, max parent, chiều cao sẽ là wrap content. Nếu các bạn để max parent á thì cái thằng này nè, cái chiều quy cái thằng linear layout nó sẽ cái gì bao trùm này ha, thì không tốt nha. Rồi thì hướng hiển thị nó là cái gì các bạn? Từ trái qua phải, đúng không? Đây các bạn thấy nè, từ trái qua phải. Rồi vậy là chúng ta là orientation, quá dễ dàng ha. Thì các bạn chỉ cần xác định là các bạn sử dụng các loại layout nào, các kiến thức nào thôi là các bạn làm được ngay, rất là thuận tiện ha. Ok, rồi button, khai báo button vô, button wrap content, wrap content. Đó, rồi đúng không? Vậy các bạn thấy là làm sao để cho hai button mà nó đều kích thước nè, đúng không? Nếu như bây giờ mình khai báo thì mình khai báo test luôn đi ha. Khai báo test cho nó là đồng ý, đúng không? Đồng ý và kia bạn, đồng ý và thoát. Rồi mình sẽ thêm hai cái chuỗi đó vô ha. String name đồng ý và string name thoát, đúng không? String name bằng thoát. Ok chưa? Rồi mình vào đây, đây sẽ là gì các bạn? Mình gọi tới đâu các bạn? Ừ đúng rồi, rồi a.string, đúng không? A.string đồng ý. Rồi copy nó, a.string thoát, đúng chưa nào? Đổi cho đồng ý chữ thoát. Rồi các bạn thấy đây, các bạn thấy là khi mình khai báo hai button rõ ràng là gì? Nó không có được giống như cái giao diện này, đúng không? Mà nó gì các bạn? Hãy tin nó chút ép là nó không chiếm đều cái diện tích. Vậy bằng cách làm cách nào mà chúng ta muốn, bây giờ chúng ta có cách nào mà để chúng ta cho hai button nó chiếm đều diện tích này hay không? Đúng không? Có cách nào hay không để chúng ta làm việc đó? Thì đơn giản thôi các bạn, nhớ nè, linear layout nó có thuộc tính nào mà cho chúng ta giãn đều, tức là có tính nào mà cho hai các bạn, hai cái view, đúng không? Hai cái view trong gì? Trong cái view group mà nói gì đều thuộc tính mà chúng ta xài cho linear layout các bạn. Các bạn nào còn nhớ không nè? Nếu các bạn đã học rồi các bạn sẽ nhớ được tính này liền. Ha, đó chính là gì các bạn? Đúng rồi ha, Android Layout Width, đúng không nào? Ha, Layout Width. Rồi là gì các bạn? Các bạn định tầm quan trọng nó đúng không? Một. Được chưa các bạn? Rồi thằng dưới là gì các bạn? À, là một. Đó, thằng dưới là một liền. Đúng không? Đó, đều, đúng không? Đều đúng không các bạn? Đó, quá đều. Ok ha. Rồi, thì nếu vậy là này là 0 dB. Đúng chưa? Thì này là 0 dB với nữa. Nếu chúng ta định như vậy thì các bạn có thể để wrap content luôn cũng được, không có thành vấn đề gì cả, nó sẽ tự hiểu thôi ha. Rồi. Thì các bạn sẽ xem đây. À ok rồi đúng không? Thì giờ chúng ta cambed in cho nó thôi. À, các bạn luôn, có nhiều bạn hỏi mình là leo web mình có khai báo trong demand hay không, thì mình xin thưa với các bạn là chúng ta không cần. À, chúng ta có thể khai báo như vậy, tại vì các bạn thấy là sao? Có phải là leo web là nó tự động tính toán kích thước đúng không các bạn? Đúng không? Nó tự động tính toán kích thước thì nó đã tự động tính toán, nó tự làm việc đó rồi, thì chúng ta cần gì? Thì sau này chúng ta qua đá thiết bị á, thì chúng ta đâu cần thay đổi kích thước đó đâu, đúng không? Nó tự giảng điều mà ha. Rồi chúng ta sẽ có padding 10. Được chưa? Rồi mình sẽ có tiếp margin 10. Đó, tương tự mình copy hàng này cho thẳng dưới. Rồi. Quá được rồi ha các bạn ha. Đúng không nào? Rồi, bây giờ là tới với các bạn, tới cái đoạn test đăng ký đây. À rồi, test đăng ký các bạn thấy lúc này là test đăng ký có phải nằm ở trên cái thằng Linear Layout đúng không các bạn? Đúng không nào? Rồi, có phải là nằm trên này đúng không? Mình vậy, bứt nó. Quất nó liền, đúng như nào? Test đăng ký mình sẽ là gì đây? À, một cái test view thôi, đúng không? Mình để là wrap content và wrap content. Đúng chưa nào? Rồi mình định động test cho nó đúng không? Là đăng ký, phải không các bạn? Đăng ký, vậy là trong file chain mình đã khai báo chưa nè? Chưa, đúng chưa nào? Vậy chúng ta khai báo chain name bằng đăng ký. À, đăng ký ha. Rồi ok, đăng ký. Rồi, sau đó chúng ta nhảy qua đây, a còng chain. Xuyệt đăng ký. Chúng ta đã có được chữ đăng ký. Thì mình thấy lúc này chúng ta khai báo chữ đăng ký nó không gì? À, nó không có nằm trên thằng Linear Layout. Đúng không? Nó không có nằm trên Linear Layout. Vậy để cho nằm trên Linear Layout Android 2 chấm. Chứ các bạn below hay là above? Above ha, below hay là above? Cái này ha. Gọi tới ID của thằng gì? Linear khung đăng ký. Đúng không? Là nó đã nằm ở trên rồi, nhưng các bạn ngặt một cái là gì đây? Nó không hiển thị ra. Sửa lần này lại là wrap content. Được chưa các bạn? Các bạn sửa là wrap content thì sao? Bởi vì khi các bạn để map parent á, ha, các bạn để map parent thì nó sẽ hiểu gì đây? Có phải là thằng Linear Layout này nó sẽ gì các bạn? Chúng ta để hai là map parent thì nó sẽ là hiểu là à thằng quỷ này nè, nó sẽ chiếm hết cái giao diện của cái màn hình luôn. Cho nên khi các bạn khai báo thằng TextView thì hiển nhiên là gì? Nó không còn chỗ để mà nó hiển thị nữa. Thì bởi vậy các bạn nên để lại là wrap content để chi? Để chiếm vừa đủ thôi. Ha, vừa đủ thôi để cho thằng đăng ký nó lẹo tẹo nó nằm ở đây. Đúng như nào? Rồi, chúng ta cho đăng ký ra giữa bằng cách là Android Center. Center các bạn, vertical true. Đúng không? Đâu có ảnh hưởng, đâu có ăn đâu đúng không? Chúng ta muốn giữa đâu? Giữa bên đây mà. Đúng không? Vậy là nó là horizontal ha, horizontal ha. Thì các bạn cứ thử thôi, mình khi các bạn làm code đó các bạn cứ thử mọi trường hợp luôn, không ai cấm các bạn cả ha. Rồi chúng ta làm mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng đúng đâu. Chúng ta làm chúng ta phải test từ cái một đúng không các bạn? Rồi Android Button, các bạn muốn cho Button thì cứ định Button vào. Đó, size 10. Các bạn muốn định margin nữa thì cứ quăng margin vào. Nó tùy các bạn thôi. Đó, thấy chưa? Rồi chúng ta cho phông chữ bự lên. Style, test style đúng không? Chúng ta để là full. Đúng chưa? Bự lên rồi, muốn cho chữ bự lên nữa là test size. Đó, test size. Chúng ta định test size bao nhiêu? Ví dụ 18 dB hay là 18 MB. Các bạn lưu ý là phông chữ là đơn vị là SB ha, không phải là dB. Rồi, đó các bạn có thể để 30, các bạn muốn cho nó bự nữa lên 30. À 30 bự. À giống rồi đó, đúng không? Rồi, các bạn thấy lúc này mình đang set cứng đúng không? Vậy là gì đây? Đơn vị. À đơn vị thì đây. Demand size 30 dB. Đúng không? À, 30 SB. À, rồi đây chúng ta có báo là 30 SB. Đúng chưa? Rồi chúng ta cần như thế nào nè? Bon cần không? Không cần đúng không? Chúng ta cần này thôi. Vậy là a cộng demand 30 SB. Ok chưa? Xong, đúng không? Vậy bạn thấy là về cơ bản là nó đã giống rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần thêm màu thôi. Thì có một số bạn không biết nên màu nào thì các bạn có thể lên Google. Mình khuyên các bạn nên lên Google. Thì Google nó sẽ có một cái gọi là Material Design các bạn. Color Material Design của thằng Google đó, nó sẽ liệt kê các bạn các cái màu mà rất là đẹp ha, cái màu rất là đẹp mà Google nó đã phối chúng ta rồi. Chúng ta chỉ cần copy cái mã màu về và chúng ta đem về xài thôi. Thì cái mã màu layout đăng ký đầu tiên là các bạn, nó sẽ là cái mã màu mặc định sẵn của chương trình luôn của ứng dụng Android chúng ta nó có sẵn á. Background, các bạn định cho mình background nó sẽ là color primary. Đó, có phải là chúng ta đã có được thằng này không? Đúng chưa? Đây, hay không? Còn hai cái button thì sao đây? Thì hai button làm sao chúng ta có được cái màu xanh và màu cam? Rồi, thì các bạn lên Google color Material Design, color design đi cũng được design Android. Đây, nó nhảy vào thẳng là trang google.com design đó .beststyle, các bạn click vào. Thì nó sẽ list cho các bạn rất là nhiều ha. Đây, các bạn xem kéo xuống. Well, thấy chưa? Các bạn thấy là đây là danh sách các mã màu mà nó khuyến cáo chúng ta đó về cái việc mà thiết kế màu cho nó đẹp ở đó. Đây, còn hết đây, các bạn có thể là copy mã màu này. Các bạn thích mã màu nào đem vào color, thích mã màu nào đem vào color và các bạn quẩy thôi. Rất là nhanh, rất là dễ nữa. Ta nó hỗ trợ sẵn đấy rồi, mã màu quá đẹp luôn rồi đúng không? Đó, từng khung từng nứt một thì chúng ta chỉ cần là đem vào xài. Rồi, bây giờ các bạn thấy là chúng ta có màu cam và màu xanh lá cây. Thì các bạn có thể tìm tới màu cam đây. Đây orange đây, màu xanh lá cây. Thì đây. Đâu nào các bạn lấy mã màu của nó, thì mã màu của nó thì mình cũng đã có rồi Rồi, chúng ta quay trở lại ứng dụng chúng ta nào. Rồi, thì màu cam đúng không? Màu cam các bạn thấy nè, nó sẽ là đây. Lần này màu cam. Rồi, chúng ta quay trở lại app. Vào color. Đúng không? Chúng ta định màu cam, color. Ví dụ như là background button color đi, color color orange orange button. Đó. Quắt vào. Chúng ta có màu cam đúng không? Rồi chúng ta gì? Gán cho button thôi ha các bạn. Đây, button chúng ta đây Android. Background gọi tới gì? Color. Đúng không? Color gì đây? Orange button. Đó, chúng ta có được màu cam đúng không? Rồi tới màu xanh. Đúng không? Có màu cam thì tới màu xanh. Rồi tới màu xanh thì chúng ta sẽ tìm màu xanh. Đây, màu xanh đây, đúng không? Thì mình lấy mã màu này nè các bạn Rồi các bạn muốn lấy còn các bạn muốn lấy mã màu nào cũng được ha. Không nhất thiết cũng phải lấy mã màu giống mình đâu, tùy theo sở thích các bạn thôi. Rồi color green button. Rồi ok. Quất mã màu vào. Ồ, sao chưa copy nhỉ? Màu xanh đây. Copy nó. Quăng vô. Ok, rồi quăng qua cho button này. Ê, nhầm ha các bạn ha, button trên mới đúng đúng không? Rồi Android. Background. Color. Color vậy các bạn. Green button. Rồi vậy là chúng ta đã gì đây? Giống chứ các bạn. Quá giống đúng không? Rồi chắc ăn chạy chương trình lên luôn. Đúng không? Chúng ta chạy lên. Chạy lên mới giống hay không chạy lên mới biết được đúng không các bạn? Vậy bạn thấy là gì? Với kiến thức mà chúng ta đã học trước đây á, ở cái khóa học là Android căn bản nâng cao thì bạn thấy là gì? Dư sức mà chúng ta làm cái app này luôn đúng không các bạn? Chúng ta thiết kế giao diện là dư sức chúng ta thiết kế rồi đúng không? Thì code chúng ta cũng dư sức code luôn Quan trọng là cái phần logic chúng ta thôi. Rồi chúng ta chạy lên thử ha. Mình nhắc lại lần nữa ha, nếu như bạn hữu với mô hình MVP thì các bạn có thể là vào thẳng tường Facebook của mình cũng đã chia sẻ một cái suột demo đơn giản về MVP á, thì bạn có thể xem là cách người ta tổ chức cái mô hình MVP như thế nào ha. Rồi chúng ta chạy lên ha. Rồi giống rồi đúng không bạn? Đó, chúng ta có button đây. Ok hết chưa? Rồi ta nhập vô thử nè. Rồi bị gì đây các bạn? Oh man, tại sao chữ chúng ta là gì các bạn? Ừ đúng rồi, tại sao màu chữ chúng ta màu trắng rồi đúng không? Thực ra chúng ta nhập được chữ nó màu trắng thấy chưa? Rồi chúng ta sửa liền đúng không nào? Rồi sửa liền bằng cái nào đây? Mang này định được tính với các bạn Android State Color Rồi ok, chúng ta xài lại cái màu gì đây? Màu ray thôi. Đó, xài lại màu ray thôi. Tương tự như vậy chúng ta copy cho mấy test kia. Copy test đâu rồi? Có test là copy hết thôi, không nói gì trơn á. Rồi chạy lại cái nào kiểm tra, chạy lại Rồi ok. Rồi quất vô. Đó, được rồi đúng không các bạn? Đây. Ha, rồi. Thì bạn thấy là gì? Chúng ta đã thiết kế xong cái form đăng ký rồi đúng không nào? Ha, rất là đơn giản thôi, bằng với những kiến thức đã học chúng ta chứ các bạn. Retail layout. Đúng không? Chúng ta áp dụng Retail layout, Linear layout và các thuộc tính của là View và Edit Text thì chúng ta đã làm được. Và mình xin nhắc lại với các bạn rằng là khi chúng ta làm việc thực tiễn ngoài đời thì chúng ta không set cứng các style, không set cứng color và cũng như là không set cứng các bạn, không set cứng cái chuỗi đúng không nào, mà chúng ta phải khai báo đâu trong folder value và các file tương tự như là color, statement và change.xml ha các bạn. Thì như vậy ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn thiết kế trong form đăng ký rồi đúng không nào. Thì ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế cơ sở dữ liệu ha các bạn ha, để chúng ta có được cơ sở dữ liệu để chúng ta gì tiến hành thao tác cơ sở dữ liệu để chúng ta đăng ký và thêm vào cơ sở dữ liệu đúng chưa nào. Xin chào lại các bạn. Ê chết chưa ha các bạn, quên, các bạn thấy là chưa xin chào các bạn được ha. Các bạn thấy là về đây các bạn, đúng rồi, thằng ngày sinh và cái thằng vậy các bạn, chứng minh nhân dân tiện cái nó có mật khẩu đúng không, sửa lại ha. Trời ơi, xem tí nữa là tiêu tùng rồi. Chúng ta bỏ tính này thôi. Đây, bỏ tính này thôi. Tiện cái là nôn nóng quá, cái xin chào các bạn hơi kỳ. Rồi, trả lại test lại cái nữa mới xin chào được đúng không các bạn? Rồi, chúng ta mới hẹn cái bài sau được. Test lại. Ok. Cái gì cũng vậy ha, làm mình phải test thôi. Làm không test cũng như không. Mọi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bò gì đó. Lặp lại gì đó. Rồi, ok, đúng không? Cũng chưa ok nữa. Chứng minh nhân dân là chúng ta nhập kiểu số đúng không? Trời ơi. Đúng không? Rồi các bạn sẽ gặp một số trường hợp nè. Đây, mình đánh vào nhiều chữ. Nhảy hàng. Đúng chưa? Nhảy hàng. Bây giờ mình muốn không nhảy hàng thì sao các bạn? Đó, quan trọng, cái đó quan trọng nè. Rồi. Trời ơi, xem tin xin chào mà quên nói các bạn mấy cái thuật này là chắc thôi rồi luôn rồi. Thì các bạn sẽ thêm cho mình thuộc tính gọi là single. Single line bằng true. Để cho nó không nhảy gì các bạn, không nhảy hàng ha. Vì mình muốn nó nằm một hàng thôi. Nhảy hàng thì nó sẽ bể cái giao diện mình, thì nó sẽ gì các bạn, dẫn tới việc mà nó xấu. Đúng không? Nó xấu giao diện. Rồi, còn thằng này là gì? Kiểu số đúng không? Ừ, thằng này kiểu số nè. Android 2 chấm vậy các bạn. Number. True. Number, numeric là integer. Rồi, ok. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi đúng không? Ngày sinh chúng ta phải là kiểu test rồi, tại vì bởi vì sao thì sau này mình sẽ nói ha. Đó, numeric. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong rồi đó ha. Xin chào lại các bạn ở bài học tiếp theo.